xã Hà Nội nó vắng nhỉ. Vâng. Đi thích. Xây từ cái quyển ông kia ông viết hơn trăm năm. Phải bằng nghìn năm Thăng Long thì hóa ra Lê Công Huẩn xây cầu Long Biên. Ôi trời, đông thế. Cứ đi từ từ vào tránh mình. Đây có cái chợ. Đúng, bông ấy đúng. Phải cẩn thận tránh họ. Sáng sớm rồi lại có cái đoàn này. Đây nó là cái bến xe từ xưa đấy mà. Bông hay đi cầu này không con? Không, đi sân bay con đi. Cầm cả người đi bộ. Bảo anh ơi, bây giờ anh làm nào anh cho em về? Thế giả em ngay đây rồi, nhưng mà chỉ cần có ranh giới giữa quận nhất với quận 2 thôi, không cho về. Họ là cấm hết, tất cả các đường đi vào quận nhất. Không, Tết Dương Lịch hả con? Tết Dương Lịch. Vì thế... À, đúng không? Đúng không? Noel. Đông đấy, đủ thời gian con. Bây giờ 5:55. Thoải mái. Một tiếng đồng hồ thoải mái. Không vấn đề gì.